quảng trường của tại Verona. Đạo diễn Nhật Cường đang tác nghiệp tại Italy. Anh đến nhà của Juliet để tác nghiệp cho cô Thùy Lê. Nàng Juliet nổi tiếng của Ý, sống tại Verona với câu chuyện tình đầy mộng mơ giữa Romeo và Juliet. Một câu chuyện tình đầy oan trái. Đây là nhà của nàng Juliet, bây giờ đang là viện bảo tàng Juliet. Museum Casa de Juliet. Quảng trường Duomo, trung tâm thành phố Milan, kinh đô thời trang Milan, quảng trường Duomo với nhà thờ nổi tiếng là nhà thờ Duomo. Đây là kinh đô thời trang Milan, Milano, kinh đô thời trang của thế giới, trung tâm quảng trường Duomo của Milan có những thương hiệu nổi tiếng như là Prada, Versace. Là LV.